Xin chào cả nhà mình nha. Hiện giờ mình đang ở cảng cá Lai Ghi, Bình Thuận, một trong những cảng cá lớn nhất tỉnh Bình Thuận và trong khu vực. Hiện giờ là khoảng 5 giờ sáng. Mình đi vào cảng cá để xem và có cô bác thu mua cá với lại phân phối cá về các tỉnh hoặc là đi các chợ lân cận. Xin mời cả nhà mình cùng đi theo mình để tham quan cảng cá Lai Ghi lúc sáng sớm. Giờ này là người ta đang phân phối về các tiểu thương và các xe tải đi phân phối cá đi khắp các tỉnh luôn, rất là lớn. Ở đây là chủ yếu người ta bán sỉ nha bà con, là chợ rất là nhộn nhịp luôn đó. Giờ này mới khoảng 4 giờ mấy sáng thôi. Theo thông tin của các cô chú ở đây thì chợ họp từ lúc 1 giờ khuya tới bây giờ. Cá để sọt sọt gì là căng là căng sỉ luôn đó. Quá trời cá luôn. Ôi cá này cá gì vậy chị? Cá nục. Là từ ghe nó chuyển lên cái gì chị? Cá đó là cái đó là giá cao. À làm 1 giờ sáng em. 1 giờ sáng là ghe ra vô. Dạ. 1 giờ sáng là ghe đó cặp bến chuyền cá lên này. Bây giờ người ta đang là bài bán. Tất cả bà con đang đi thu mua là tiểu thương nhỏ nha bà con ơi. Tiểu thương nhỏ cho người dân là ta không đi mua ở đây đâu. Tiểu thương nhỏ xong rồi ta đi các chợ khác ta bán. Quá trời bày bán luôn. Đuối rồi cá thứ cá nhông. Phía bên đây người ta bán cái cá gì quá trời bự luôn. Cá. Con thì giờ là bà con cô bác đang bán. Chợ rất là xôn xao nhộn nhịp luôn. Đây bà con cô bác xem ở hàng ở dưới là tàu đánh cá cặp biển cặp vô bến à. Ôi con cá nó bự. Ủa biết luôn rồi. Một con là một sọt là hai gánh được hai con mà gánh quần dai luôn á. Quá trời cá luôn. Đừng có nắm cái đuôi của hắn nha. Cá này là 101 ký nha bà con ơi. Là cá. Ê, cá này cá thu phải không chị? Cá thu hả? Cá thu. 110.000 ký. Hết biết không? Giờ ta để vô bình hết nè. Ở đây cá bự cá nhỏ gì cũng có hết trơn luôn. Tại vì những tà đánh cá rất là lớn, người ta đánh cá rất là xa. Thôi, cảm ơn nha chị. Rồi, bao luôn. Đi về. Hết biết cá bóng mú. Cá bóng mú. Bự ghê không? Ôi, cá này cá gì chị? Cá gì vậy? Cá lão hả? À, hết biết bự không? Cá lão. Dạ.
phụ. Cá này có mấy ký vậy? Con này 8 ký, 7 ký. 7-8 ký mà này là nhiêu tiền ký? 50 ngàn. Đó, biết không? Cá 4-5 ngàn. Quy vàng cá bự không? Chợ rất là nhộn nhịp luôn con ạ. Nhộn nhịp từ lúc khuya tới giờ luôn. Ồ, cá đuối. Thì người ta đem vô trong dừa. Trong dừa để mà người ta đóng gói đi các tỉnh. Đó, bí con cá này nó bự rồi. Cá này giá khoảng 20 ký á. Nguyên đóng cá bự luôn. Cá khoảng 20 ký á bà con ơi. Để đóng gì cái cờ nè. Cái cờ ra. Biết cái cờ. Cái cờ bà con ơi, bà hết được bự không? Có chạy bự. Đây đa phần là tiểu thương nhỏ, người ta đi lấy gì ta bán. Xe chạy liên tục tục. Và ở đây có rất là nhiều dừa cá, người ta thu vô để người ta chuyển đi các tỉnh khác. Cá ghê không? Mới vô hết luôn. Hả? Bây giờ sao? Lên lên tao mới làm cái lô hết luôn. Anh ơi. Anh đừng có quay cháu, quay chị em đi. Chuyển ở dưới ghe lên đi vậy? Mới dưới ghe lên. Này thức lúc 1 giờ khuya vậy chị? Ừ. Chuyển ở chỗ. Bào lớn người ta đánh cá lớn không luôn. Lên ơi lên. 226 của ai vậy? Của chung. 23. Trời chừng đá kìa. Đây người ta trưng bày mấy cái sò cá nè, mua bán số lượng lớn rồi bà con ơi, một tỷ mua lẻ cũng có luôn. Giờ này cũng có bà con cô bác thức, tại vì ở đây người ta bán rẻ nên người ta đây ta mua. Còn nếu như mà đi vô chợ thì nó sẽ mắc hơn, tại vì người ta bán người ta cũng phải lời một ít nữa. Giờ này trời chưa sáng nữa, còn rất là sớm luôn. Bà con bác đi rất là đông. Nè, chắc này ta chuyển đi chợ nè. Chưa bao giờ mình thấy một chợ mà cá nhiều như vậy luôn. Hồi chắc này có mấy cái ghe cặp bến nè. Đây là tàu đánh cá, bộ tàu đánh cá, tàu lớn không. Đi xa người ta bắt cá bự. Đó, người ta chuyển lên rồi, ta bắt đầu căng đem ra chợ. Giờ này người ta đang chuyển từ dưới ghe lên nè. Này này đánh cá đánh bắt ở sao sao chú. Xuống đâu đâu. Đó chuyển lên. Cái bạc má gì chú? Cái này nè cái gì? Cái chỉ hả? Chỉ vàng hả? Chỉ vàng. Ồ, cái này là bắt ở dưới hầm của cá của tàu biển lớn luôn nè.
Ủa, một chiếc tàu vậy là cỡ mấy tấn anh? Đánh bắt được cỡ mấy tấn bên này á? Bên này hả? Được. 8 tấn. Đủ loại cá luôn hả? Này mình đi bắt mấy ngày là mình vô? Đi một chuyến khoảng mấy ngày? À, ngày nào cũng vô mà một ngày được 8 tấn. 8 tấn cá. Ủa cái này mình đủ loại cá luôn hay gì anh? Hai loại. 8 tấn cá chuyển lên. Sâu dưới rồi. Hết biển cá. Rồi, cá lên liên tục luôn. Một ngày đi bắt là 8 tấn cá. Nhiều dữ luôn. Đi lần mấy người anh? 20 người. 20 người đi. Ở dưới quê mình thì bắt rất là ít luôn bà con ơi, ở dưới miền Tây, còn ở biển người ta bắt một lần rất là nhiều. Đây hiện nay mình đang đứng ở dưới tàu đánh cá nè, rất là lớn luôn bà con ơi. Giờ này người ta cập bến rất là nhiều, có tàu liên tục ngoài kia người ta cập bến vô nữa nè. Cô đánh bắt mấy loại cá bự không chú? À, này là bự nhất rồi đó hả? Còn nữa, lớn cá lớn nữa nhưng mà ở đây nhiều ấy. Dạ, là do lưới mình đánh văng phải không? Bao lưới kêu bự, lưới bao á. Dạ. Vậy này ta gấp rút đang chỉ lên bờ cho con bé mua mấy tiểu thương nhỏ, ta mua đem về để chúng ta bán lần nhiều. Cái gì vậy? Bắp cá xô. Để gì tới. Tới xích chết luôn vậy. Tới bị lại xích chết luôn hai không? Ở dưới chuyển lên biệt mài luôn. Có hả? Có đây. Quay. Ồ, ở dưới còn quá trời luôn. Quay không? Lên mặt lên cho anh Năm thấy kìa. Ở dưới đây có người ta sắp vô trong sọt á, kéo lên. Có thấy gì đâu trận. Tới hùi à. Đó, đó. Dạ, đây có người sắp cá vô. Quá trời luôn. Cơ này gì vậy? Ốp đá hay gì anh? Đá. Đá hả? Mình không làm cho nó sống được không? Muối nước cho nó tươi á. À. Số lượng gì mà sao muối cho nó sống được. Mà đi một trong một ngày vô thì nó cũng không biến đổi nha. Quá trời, đang hút cá vô nè. Ở trên chợ em thấy mấy con người ta bắt cá bự luôn. Đó là do lưới hay là do cái dùng đó nó dính cá đó ta? Cá đi câu á. À câu. Mong không? Rồi con bé coi nè, ở xung quanh rất là nhiều tàu lớn, không bao mình luôn, người ta đánh bắt rất là nhiều. À, thường người ta sẽ đi vô cập cảng lúc khoảng 1 giờ khuya tới sáng. Hiện giờ là mấy anh này đang chuyển cá lên. Người ta đứng thành nguyên một hàng luôn để mà chuyển cá. Ta để dưới hầm rồi bà con ơi. Rồi ta ướp nước đá. Ở đây gọi cá hiếu nè. Dạ. Cá hiếu. Rồi. Lên. Quay không nó về cái nó đèn cái nè. Quay trong tất truyền hình. Đây tết nữa nè. Cá đẹp à? Dạ, cá ngon. Cá này là lên bán nhiều ký rồi. Cá hiếu. Cá hiếu thảo á. À cá hiếu. Cá này cá loại cá mới nè.
Đã đã không? Dạ. Cái ngon lắm. Cái này nếu mà bán là như tiền ký là khoảng 40-50 à? 40-50 ký. Ôi, vậy là nhiều lắm nha. 8 tấn. Ủa này đánh bắt một chiến mà nhiều nhất là cỡ mấy tấn anh? Này hơi xui à. Nhiều nhất từ trước giờ á. Có chục tấn rồi. Chục tấn. Rồi bữa nay 8 tấn cũng đạt rồi. Anh đi lần nào cũng đo nhiều vậy đó. Đi được điều lúc nào cũng có. Tại mình dò cá phải không? Chỗ nào có mình mới đánh. Có dính cá mập gì không anh? Không không. Cá đồng phải cá này không ạ? Dạ dạ. Nó gõ lắm. Dạ. Mày tài bữa nào. Dạ dạ. Dạ có. Đã đã hả? Chưa hả? Chưa. Chờ cá lên quay. Trời ơi mày. Rồi. Mày bắt đó, mày bắt đó. Ý trời, anh thích. Ê, quay như gì không anh thích. Ai. Chuyển ghe là chuyển từ nãy giờ luôn mà con không hết. 8 tấn cá là chuyển lâu lắm. Ôi đi luôn mấy anh ơi. Ôi em đi luôn. Giờ lên bờ sau là bắt đầu người ta đi bán. Ở ngoài đây chợ đang rất là nhộn nhịp luôn. Tiểu thương người ta đi mua rất là đông. Giờ lên là người ta ăn liền luôn. Dịch luôn rồi này cái chị. Hôm nay người ta trúng cá rất là nhiều luôn. Đây là cá chỉ vàng mà con bác ăn khô á. Quê mình thì ăn khô chứ ở đây người ta ăn cá tư không ạ. À? Giờ này người ta chuyển lên tiếp nè. Người ta chuyển bằng xe bự không à, chuyển ra ngoài. Một ngày thì ở cảng cá đánh bắt được khoảng 45-50 nghìn tấn cá. Rất là lớn luôn. Cô này cô gánh hai con cá mà quái luôn á. Ớt biết cá rồi. Biết chưa? Đây là con bé coi cá nè. Ớt biết bự không? Cái này cá thu phải không chị? Dạ. Mà còn bành đi luôn. À, là cô gánh cho người ta hả? Mỗi lần gánh gì đều là 10 ngàn. Dạ. Cá quá trời nặng luôn á. Cá bự không? Bà thấy chiều đâu, chở đi chiều. Đây là người ta chị đi lấy về bán hả chị? Lấy rất là nhiều luôn, đem về bán. Đây gì chị bán ở chợ nào? Chợ Tân An. Chợ Tân An ở xa không chị? Ở trên dốc mà, chợ Cổng Chào thị xã. À dạ, là ta đem chị ta bán đó. Đây là tiểu thương người ta lại đây ta lấy không? Giờ chị đi về chợ nha con ơi, chúc cho chị bán đắt nha. Trời ơi, cái xề này quá trời cá bự luôn rồi. Cá bự không? Bên đây người ta cũng đang lựa cá nè. Lựa con loại cá, rồi ai muốn mua cá gì thì là lấy cá đó.
đây người ta đang cá nè. Trời ơi, cá bự hết biết không. Ở phía bên đây người ta bán cá bự, loại cá bự nè. Có tiết bự chưa. Cá này cá gì cô? Cá nhồng. Cá bè bè láo không? Dạ. Dạ, còn cá mới nữa. Có tiết cá bự. Cá bự. Cá thu nhập. Nhồng. Dài ghê ha. Có biết dài không? Còn cá này nó dữ nè. Có tiết bự. Con này cỡ, con này có bao nhiêu ký cô? 20 ký luôn. 20 mấy á. Ồ cá. Nhỏ đấy nữa. Con 450 luôn. Ớt biết cá bự rồi. Kéo mấy con cá này chắc xỉu luôn. Lúc nó còn sống nó mạnh dữ luôn á. Đó là con bác coi cá rồi. Cá bự. Cá này là bán bao nhiêu kia tiền ký cô? 70 ngàn là bỏ mối á hả? Rồi người ta bán ra là mấy lên 300. Bán cái này vô cá nhiều. Dạ. Bán kiếm tiền trăm. Dạ, bình thường thì trăm. Mỗi tay cá nhiều là 70 thôi. Quá dữ. Đây là sạp cá bự nha bà con ơi. Cá bự luôn. Còn cá cá xương xanh phải không cô? Đúng rồi, đúng rồi. Nhá, cá gì? Cá xương xanh bự ghê. Dạ. Cái nhái này nếu mà bán cả nhiêu tiền cô? 20 hả? Nó rẻ hơn mấy kia hả? Giờ đây còn được con cá luôn, hết biết bự nè. Cá mới đút hồi tối á. Cá mới đút hồi tối á, này bao nhiêu ký. Còn đi đâu vậy nữa? Đi lên trên chạy của tôi căn chứ, ký đâu căn căn. Ở đây buôn bán rất là tấp nập luôn. À, có một ngày đó là ngày gánh cá di chuyển cá nha bà con ơi, mỗi lần gánh thì được 10 ngàn. Giờ là chị này đi gánh này. Gánh vận chuyển tới nơi mà người ta yêu cầu á. Ồ, cá bự. Hết biết kìa. Cá này cái gì cô? Cá gì cô? Cá bờm. Cá cờ. Quá trời bự luôn. Con này chắc mười mấy 20 ký ha. 8 ký à. 8 ký. 8 ký. Rồi ký là nhiêu tiền gì tiền vậy? Mấy chục 25. Cái này nữa ăn lên mà không ăn để bán cho đâu. Quá trời bự. Có nhiều loại cá khác anh ạ. Đây là tôm. Còn cá đuối. Cá đuối bự. Dừng. Giờ này người ta vẫn tiếp tục buôn bán cá. Giờ này cũng còn rất là sớm. Còn tiểu thương vẫn còn kịp giờ để mà đi đến chợ, những chợ khác. Hoặc là người ta lấy để chiều người ta bán. Gác thì liên tục luôn, chứ lại gánh. Gánh cá. Giờ đây mình đang bị kẹt xe bà con ơi, kẹt xe ba gác luôn rồi. Xe đi đâu đến nổi mà kẹt luôn. Xe chỉ xe vận chuyển cá ra ngoài thôi đó. Một ngày mà 450 ngàn cắn cá là rất là lớn. Cung cấp cá biển cho tất cả các tỉnh khác nữa. Thì cũng có nhiều cảng cá nhưng mà mình thấy cảng cá này là một dạng là lớn nhất luôn. Xe tải, xe ba gác đi liên tục.
người dân ở gần gần người ta cũng đi ra mua nữa nghe bà con ơi, mua về tại vì mua sớm thì nó rẻ, mua tại đây thì nó rất là rẻ luôn, còn mua chợ thì nó mắc hơn. Ở bên đây mấy chị tiểu thương tiếp tục đi mua nè, đi chơi thu gom cá, mỗi người vài con vậy bà coi. Tại cá biển cái cá thuộc loại cá bự không, như bên đây nè quá trời cá bự luôn. Đây là cá thu rất là bự luôn, rồi ở ngoài kia kìa. Sẽ cần để chuyển đi.
không nên là mấy bao ghẹ quá trời ghẹ luôn. Trong bồn rửa cá lại nè. Tên nào vậy? Tên Kiều Công Tử. Kiều Công Tử ha. Kiều Tử ha. Ủa sáng hình như nói cái chết hết trơn luôn hả anh? Chết. Rửa lại hết luôn hả? Vậy á, mình rửa lại. À, rửa vậy. Giờ này người ta ướp cá để chuyển đi công ty. Yeah.
chuyến đi bao nhiêu tấn? Bảy tấn luôn ha. Bảy tấn luôn. Giờ này người ta rửa xong, người ta úp nước đá luôn. Cá này giờ là người ta bán nhiêu ký vậy? 7.000 ký.